Xin chào các bạn khán giả đang theo dõi kênh tin tức 24 giờ. Các bạn thân mến, khác với mạng lưới kinh tế rộng khắp thế giới, Trung Quốc lại là nước rất khép kín về truyền thông. Chính phủ Bắc Kinh định hướng và kiểm soát hệ thống internet rất chặt chẽ. Người dân nước này chỉ được sử dụng hệ thống mạng xã hội nội địa của họ, chứ hầu như là không được tiếp cận với thông tin đa chiều và nền tảng mạng xã hội phổ biến trên thế giới. Và do vậy, trong tâm tưởng của người Trung Quốc, họ luôn tự hào đất nước họ là giàu mạnh nhất, rộng lớn nhất, giỏi giang nhất theo đúng như mong muốn và định hướng của những người đứng đầu, thì rất khó để có thể biết được thế giới nói gì về nước họ. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, cộng đồng mạng dậy sóng trước một bức tâm thư của một nữ sinh viên Việt Nam viết gửi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Nội dung bức thư được nhiều người hưởng ứng và cảm kích rằng nữ sinh này đã mạnh mẽ nói lên những điều nhức nhối, chứng tai gai mắt nhất của Trung Quốc trên thế giới. Nó khác xa rất nhiều so với những gì mà chính phủ nước này luôn rao giảng trên truyền thông nước họ cho người dân của họ nghe. Vậy thì nữ sinh này đã viết những gì trong thư và theo các bạn khán giả, người dân Trung Quốc sẽ có những suy nghĩ như thế nào sau khi tiếp nhận những thông tin được gửi từ Việt Nam đến cho vị lãnh đạo tối cao của họ? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu và bàn luận trong video ngày hôm nay.